trung tâm diệu pháp âm trân trọng giới thiệu tác phẩm tâm và ta tái bản lần sáu tác giả thích trí siêu tủ sách đạo phật ngày nay nhà xuất bản phương đông lời nói đầu nhiều người đến giới đạo phật để tìm cách giải trừ phiền não, khổ đau. Họ đọc tụng kinh chú, ăn chay, niệm Phật, làm công quả, cúng dường, bố thí, nhưng lại không biết diệt trừ bản ngã, thì phiền não và khổ đau vẫn còn hiện hữu. Trải qua bao nhiêu năm trong đạo, vẫn chấp vào cái ta, kiêu căng, ngạo mạn, khoe khoang, chạy theo danh lợi. Đến khi cây ngã bị trái ý, tổn thương, thì giận dữ sân si tạo khẩu nghiệp mắng chửi mà nhục kẻ khác nhiều phật tử thường hỏi tôi có cách gì tu cho bớt tham sân si không chẳng lẽ họ không biết tụng kinh niệm phật trì chú ngồi thiền hay sao nhưng tụng kinh để sửa đổi tánh tình hay để cầu xin được phước niệm phật để sinh về cực lạc hay để bớt lo âu buồn giận trì chú để đạt được quyền năng thần thông hay để diệt trừ tham lam sân hận ngồi thiền để làm cái gì kiến tánh thành phật chăng nhưng làm sao thành phật được khi bản ngã không trừ dù tu theo bất cứ pháp môn nào thiền tịnh hay mật mà còn chấp ngã không biết dẹp trừ bản ngã lúc nào cũng lo cho cái ngã của mình hơn kẻ khác thì phiền não không giảm, mà nhiều khi còn tạo thêm nghiệp xấu. Cách đây 15 năm, tức khoảng năm 1990, tôi có viết quyển Vô Ngã, trong đó chỉ đơn giản giới thiệu hai phương pháp tu tập vô ngã và không nói nhiều về lý thuyết. Sau một thời gian tham vấn, học đạo với nhiều truyền thống Phật giáo, Nam tông, Bắc tông và Tây tạng, tôi nhận thấy rằng pháp môn căn bản và quan trọng nhất của đạo phật vẫn là vô ngã vì thế quyển tâm và ta ra đời để tiếp tục và bổ túc về phần giáo lý vô ngã trong khi viết tôi đã nương vào hai truyền thống nguyên thủy và đại thừa phật giáo đối với tôi cả hai truyền thống đều có giá trị của nó không có cái nào hay hơn hoặc đúng hơn tất cả đều tùy trình độ và căn cơ của chúng sinh. Mong rằng sách này sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều lợi ích. Tịnh Lâm Thất, đầu xuân 2005. Thích Trí Siêu. Chương 1. Ta. Cái ta. Chúng sinh đau khổ trôi lăn trong sinh tử luân hồi chỉ vì có cái ta bởi vì nếu không có ta thì ai sinh ai tử ai già bệnh chết ai đau khổ ai sung sướng ai tham sân si vì có cái ta nên mới sinh ra đủ thứ chuyện nào là phải lo cho ta ăn uống ngủ nghỉ lo cho ta sống yên vui nhà cao cửa rộng công ăn việc làm vững chắc khi có đầy đủ tiền bạc rồi thì lo kiếm cho ta những thứ ta ưa thích ăn chơi hưởng thụ. Lo tìm cho ta một người yêu, một mái ấm gia đình cho ta. Giàu có dư giả hơn thì tìm cho ta danh vọng quyền thế, chức tước. Khi cái ta đau ốm thì phải lo thuốc men cho ta kẻo ta chết. Cái ta trong đạo Phật gọi là ngã, Atta. Triết học gọi là bản ngã. Còn những cái khác của ta gọi là ngã sở, tức là sở hữu của ta. Sống ở đời, ai cũng muốn sung sướng hạnh phúc. Nhưng sao trên trái đất này, cứ có mãi chiến tranh, giết chóc, hận thù, khổ đau, lo âu, buồn giận. Ai cũng muốn có hạnh phúc, nhưng chỉ tìm hạnh phúc cho cái ngã của mình, tức tự ngã, và quên đi hạnh phúc của những cái ngã khác. Ta chỉ muốn cái bụng của ta no, còn bụng của người khác đói thì ráng chịu. Ta muốn thân xác ta được ở nhà cao cửa rộng, còn thân người khác ngủ đầu đường xó chợ thì mặc kệ. Ta muốn quốc gia của ta giàu có, hùng mạnh, còn quốc gia khác nghèo đói thì chuyện đó ta không cần biết. Cái tàn nào cũng lo cho tự ngã của nó, nên mới sinh ra ích kỷ, giành giật, đấu tranh, tham nhũng hơn thua khi cái ta được thắng lợi thì nó vui khi cái ta bị thua thiệt mất mát thì nó buồn giận thù ghét có ai lỡ xúc phạm đến cái ta thì ta nổi giận bực tức có ai khen ngợi nịnh hót thuận ý cái ta thì ta vui mừng khoái chí có ai đụng đến những cái của ta như vợ con tài sản của ta thì ta tức giận thù ghét khi những cái của ta bị mất mát thì ta đau khổ. Nên ta phải tìm mọi cách bảo vệ, giữ gìn chúng. Ta là gì? Có người cho ta hoặc tôi, mình là Nguyễn Văn A, Trần Văn B, Lê Thị C, vân dân. Nhưng đó chỉ là những tên họ, danh tánh do cha mẹ đặt ra để gọi. Có người cho ta là bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, giáo sư vân dân. Nhưng bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, giáo sư chỉ là những bằng cấp thế gian. Có người cho ta là tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng vân dân. Nhưng đó chỉ là những chức vụ chính trị. Có người cho ta là tỷ phú, triệu phú, giám đốc, chủ hãng hoặc nhân viên, cu ly vân dân. Nhưng đó chỉ là những địa vị hay công việc trong xã hội. Con người cho ta là người thông minh, trí thức, đẹp trai, đẹp gái, hiền lành hoặc ngu dốt, xấu xí, lù khù vân dân. Nhưng đó chỉ là những đức tính hay năng khiếu của một con người. Con người cho ta là người dễ vui, dễ buồn, dễ giận, dễ lo, dễ thương, dễ ghét, rộng rãi, keo kiệt, bần tiện, vân dân. Nhưng Vui buồn, giận lo, thương ghét vân vân, chỉ là những tình cảm hay tính tình của một con người. Khi được hỏi ta là ai hoặc ta là gì, đa số người đời đều đồng hóa cái ta vào danh tánh, bằng cấp, chức vụ, địa vị, đức tính hoặc tình cảm. Nhưng những thứ đó không phải là ta mà chỉ là những cái vỏ khoác bên ngoài. Vậy thì ta là gì? Tới đây, chắc có bạn sẽ trả lời, ta là một con người. Câu trả lời này ngắn gọn, đơn giản và rất gần với thực tại. Bởi vì trước khi cho ta là cái này hay cái nọ, thì ta phải là một con người trước đã. Có con người, rồi sau đó mới có tên tuổi, buồn vui, thông minh, tỷ phú, tổng thống, bác sĩ, kỹ sư, dân dân. Ta là một con người con người gồm có hai phần, thân và tâm. Thân là phần vật chất có hình tướng. Tâm là phần vô hình, có khả năng hiểu biết, suy nghĩ, nhớ tưởng, tính toán, lo âu, yêu ghét và điều khiển thân thể đi đứng, nói năng, hành động, vân dân. Sự liên hệ giữa thân và tâm cũng giống như máy và điện. Một cái máy mà không có điện thì mấy đó vô dụng. Điện là một năng lực vô hình nhưng cần thiết để làm cho máy chạy. Thân thể con người cũng vậy, nếu không có tâm bên trong điều khiển thì nó sẽ trở thành một xác chết. Tâm cũng giống như điện, tuy vô hình nhưng rất cần thiết cho sự sống. Để dễ hiểu, chúng ta có thể viết theo phương trình dưới đây. Ta bằng con người con người bằng thân cộng tâm suy ra ta bằng thân cộng tâm thông thường chúng ta có thể kết luận như vậy cái ta thành hình là do thân và tâm kết hợp lại với nhau nhưng trong đời sống hàng ngày nhiều khi cái ta xuất hiện độc lập như chỉ là thân hoặc chỉ là tâm mà thôi Thí dụ, sáng ngủ dậy soi gương, thay mặt mình đẹp, bạn sẽ nói, hôm nay ta, hay tôi, hay mình đẹp. Khi nói như vậy, tức là cho ta là cái mặt thuộc thân thể. Hoặc khi bị người khác nói xấu mình, bạn cảm thấy tức giận và nói, tôi tức lắm. Nói như vậy, tức là cho ta chính là tâm, bởi vì cái thân đâu có biết tức. Do đó, chúng ta sẽ có tới ba phương trình sau. Phương trình 1, ta bằng thân. Phương trình 2, ta bằng tâm. Phương trình 3, ta bằng thân cộng tâm. René de Caster, triết gia Pháp ở thế kỷ 17, đã nổi danh nhờ một câu nói Tôi suy nghĩ nên tôi hiện hữu. Ý của de Caster muốn nói vì tôi hay ta hiện hữu, cho nên tôi mới suy nghĩ được. Nhờ suy nghĩ mà tôi biết là tôi có mặt hay hiện hữu. Discasters chứng minh sự hiện hữu của cái tôi hay ta một cách đơn giản, do biết suy nghĩ mà cái tôi hay ta có mặt. Chắc có lẽ bạn đọc cũng nghĩ như Discasters và thấy đây là một sự đương nhiên nhưng đó chính là một loại chấp ta là tâm nhưng nếu hỏi cái ta hay tôi bắt đầu có từ lúc nào thì cách trả lời của discasters vẫn chưa thỏa đáng vì khi nói tôi suy nghĩ tức là đã chấp cái tôi có mặt rồi cái tôi có trước rồi sau đó cái tôi mới suy nghĩ vậy cái gì ban đầu đã tạo ra cái tôi hay ta khổ đau Sống ở đời ai cũng muốn sung sướng hạnh phúc Không ai muốn khổ bao giờ Nhưng khổ nổi Ai nấy đều chấp cứng vào cái ta Và những cái của ta Nên sinh ra đủ loài phiền não khổ đau Nhưng khổ là ai khổ Cái bàn cây ghế khổ chăng Đất nước gió lửa khổ chăng Nhà cửa xe cộ khổ chăng cái ta khổ chứ ai vào đây ta sinh và bệnh chết ta phải sinh tử luân hồi ta phiền não vì có ta nên mới có khổ khổ thân vì ta là thân và ta có thân nên phải làm ăn sinh sống tranh giành bon chen với đời để nuôi cho thân sống còn đây gọi là sinh khổ vì ta là thân và ta có thân nên phải chịu già yếu thân thể hao mòn trí óc lù mờ nói trước quên sau tóc bạc săn lông ăn uống khó khăn đi đứng không vững tự lo thân không xong nhiều khi làm khổ con cháu và người thân đây gọi là lão khổ làm ăn sinh sống tuy phải cực nhọc thức khuya dậy sớm chân lắm tay bùn đổ mồ hôi nước mắt, nhưng kiếm được chút tiền là có thể xoa dịu nỗi khổ. Thân xác già yếu tuy cũng khổ, nhưng chưa đến nỗi khiến ta phải rên siết đau đớn như khi thân bị bệnh. Hành hạ xác thân làm cho nó khổ sở, không gì hơn là cây đau. Khi đau, bất luận là đau gì, từ đau lặt vặt như đau răng, nhức đầu, đau bụng, đến các bệnh nan y như phổi lao ung thư S vân vân đều làm cho ta đau đớn rên siết khó chịu vô cùng. Thân là một ổ bệnh, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ, bây giờ chưa bệnh thì mai mốt cũng bệnh. Bên trong thân có bao nhiêu tế bào, bao nhiêu tạng phủ là ta có bấy nhiêu cơ hội để bị bệnh, không thể nào tránh khỏi. Ai nấy đều sợ bệnh ung thư nhưng trong thân thể người nào cũng có tế bào ung thư nằm ẩn chờ cơ hội bộc phát trong xã hội nào cũng có những thành phần bất hảo bất lương như du đảng trộm cướp băng đảng nhưng nhờ có cảnh sát công an bắt nhúc trừng trị nên có vẻ tạm yên nhưng khi cuồng máy cơ quan chính quyền tham nhũng hối lộ thì kẻ gian trộm cắp nổi lên nhiều hơn trong cơ thể cũng vậy khi hệ miễn nhiễm hay kháng thể yếu thì di trùng, di khuẩn, thừa thế xâm nhập. Các tế bào ung thư nổi loạn, sinh sôi nảy nở bừa bãi và bệnh ung thư xuất hiện. Vì ta là thân và ta có thân nên ta được diễm phúc thưởng thức mùi bệnh khổ. Bản chất của thân là vô thường, biến đổi từng giây phút để đi tới tàn hoại. Suốt cuộc đời ta làm đủ mọi thứ, đủ mọi cách để nuôi cho cái thân sống nhưng cuối cùng nó cũng tan rã ngoài ý muốn của ta thân còn sống thì ta sống dù sống khổ cũng ráng sống dù già nua lụm cụm đi đứng không vững nhưng sống thêm được năm nào hay năm đó dù bệnh gần chết cũng cố gắng chữa trị vớt vát thêm ngày nào hay ngày đó dù phải sống khổ sống già sống bệnh cũng còn hơn là chết vì chết là mất tất cả những gì ta có ta là mất hết tất cả như vậy thì kinh khủng quá ta sẽ ra sao chết rồi ta còn hay là mất tiêu luôn ta sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục đây là cây khổ của sự chết tử khổ bốn cái khổ trên đều là khổ của thân mà thân thật ra chỉ là tứ đại gồm đất nước gió, lửa hợp thành. Những chất cứng như xương, da, thịt, móng tay vân vân thuộc về đất. Những chất lỏng như máu, mũ, đờm, giải, nước tiểu vân dân thuộc về nước. Những thứ lưu động như hơi thở thuộc về gió. Hơi ấm trong cơ thể thuộc về lửa. Khi bốn thứ này hợp lại thì gọi là sinh, xung khắc nhau thì gọi là bệnh. Sắp sửa rời nhau thì gọi là già, tàn rã thì gọi là chết. Việc tứ đại trải qua thành, trụ, hoại không, có ăn nhầm gì đến ta? Bởi vì ta là thân, thân là ta, là của ta, cho nên cái gì xảy ra cho thân, tức là xảy ra cho ta. Thân sinh già, bệnh chết, cho nên ta phải chịu chung số phận. Khổ tâm ta không những là thân mà còn là tâm nữa cho nên khi tâm khổ thì ta cũng khổ những cái khổ của tâm hay của ta đều bắt nguồn từ sự ưa và ghét ưa ghét người và sự vật khi cái ta ưa thích yêu thương người hay sự vật nào mà phải chia ly thì gọi là ái biệt ly khổ khi cái ta thù ghét tức giận người nào mà cứ phải gặp mặt tiếp xúc gần gũi sống chung thì gọi là oán tắng hội khổ khi cái ta mong cầu khao khát hy vọng một sự vật nào đó mà bị thất bại không toại nguyện nhiều khi tuyệt vọng đưa đến quyên sinh tự tử đây gọi là cầu bất đắc khổ ở đời lắm điều oái oăm những thứ mình thích thì khó được được rồi thì khó giữ lâu còn những thứ mình ghét thì cứ phải gặp hoài, ghét cũ nào trời trao của đó. Ngoài ba cái khổ căn bản của tâm nêu trên, trong đạo Phật còn nói về một cái khổ tên là ngũ uẩn thủ khổ. Đó là cái khổ căn bản do tâm vô minh ái nhiễm bám díu vào năm uẩn. Trên đây là tám cái khổ chính thường được liệt kê trong kinh sách. Ngoài ra trong đời sống hàng ngày ai nấy đều có những niềm đau nỗi khổ rất phổ thông đó là tình khổ khổ vì tình vì gia đình vợ chồng con cái cha mẹ anh em bạn bè con người là loài hữu tình nên sống vì tình và khổ vì tình tình nhiều chừng nào thì khổ chừng đó tất cả chúng ta ai nấy đều muốn thương và được thương đúng lý ra tình thương là cái gì đem lại hạnh phúc và khiến cuộc đời đáng sống nhưng kẹt một điều là tình thương thế gian được xây dựng trên nền tảng của cái ta hay ngã và cái ta chỉ biết thương những gì đem lại lợi ích cho nó vì vậy tình thương của cái ta chỉ là tình thương ích kỷ ái ngã khi thương ai thì ta muốn chiếm hữu người đó và muốn họ phải chiều theo ý ta nhân danh tình thương và tình yêu mà con người làm khổ nhau nhiều nhất trên đời. Ta thương vợ vì vợ thương yêu, lo lắng, chăm sóc cho ta. Đến khi vợ bắt đầu để ý đến chuyện gì khác, lơ là cơm nước, nhà cửa, quên săn sóc chiều chuộng ta, thì ta khó chịu, bực tức, càng nhằn, gây gỗ, dân dân. Cái ta rất sợ cô đơn, cho nên ai nấy đều mơ có một mái ấm gia đình vợ chồng con cái thương yêu nhau. Nhưng oái oăm thay, cái gọi là mái ấm gia đình lại thường là nơi oan gia hội tụ, gặp lại nhau để thanh toán nợ xưa, vô oan trái bất thành phu phụ. Nghĩa là không oan trái thì không thành vợ chồng. Trong dòng luân hồi bất tận, con người gặp lại nhau để dây nợ, trả nợ, nợ của cái, ân oán, tình cảm, một lần nọ ngài ca chiên viên đi khất thực đến trước nhà một cô gái thấy cô ta bồng trên tay một đứa bé và đang bốc thịt một con cá cho nó ăn xương cá dứt xuống đất thì con chó gần đó chạy lại ngửi và bị cô gái đá cho một cú đau điếng chạy mất ngài ca chiên viên dùng thần thông nhìn xem nhân duyên tại sao thì thể đứa bé trên tay cô kiếp trước là kẻ thù của gia đình cô con cá mà cô lóc thịt cho con ăn chính là cha cô và con chó mà cô đá văng chính là mẹ của cô tái sinh thật không còn cảnh nào trớ trêu hơn thế vậy ngài ca chiên viên không khỏi thương xót ngậm ngùi cho chúng sinh vì vô minh không thấy được nhân quả ân oán xoay dần ông năm và ông sáu ở cùng làng ông năm là điền chủ giàu có trong vùng còn ông Sáu là người làm thuê trong năm. Ông Sáu đã nghèo mà lại thích cờ bạc, cho nên tháng nào cũng thiếu hụt, phải mượn trước chủ hàng mấy tháng lương. Chẳng may trong làng có bệnh dịch, nên cả hai ông cùng chết. Xuống âm phủ, bị Diêm Dương lô ra xét xử trước khi cho đi đầu thai. Vì ông Sáu thiếu nợ ông Năm, cho nên Diêm Dương hỏi ông Năm có muốn đầu thai làm cha ông Sáu không? Vì làm cha thì tha hồ là mắng xài xẻ con cái. Nhưng ông Năm không chịu. Diêm Dương lại hỏi, có muốn làm mẹ ông Sáu không? Vì làm mẹ thì có quyền dạy dỗ bắt con cái phải nghe lời. Ở ngoài đời, người ta thường nói, bộ ông là cha tôi hay sao mà dám la tôi? Hoặc bà là má tôi hay sao mà dám lên mặt dạy đời? Thế nhưng ông Năm cũng không chịu đầu thai làm mẹ ông Sáu. Diêm Dương hỏi tiếp, có muốn làm anh hay chị để có quyền đánh đập em út không? Ông Năm cũng không chịu. Cuối cùng, Diêm Dương hỏi, vậy ông muốn đầu thai làm gì đối với ông Sáu? Ông Năm trả lời là muốn đầu thai làm con ông Sáu. Diêm Dương hỏi lý do tại sao thì ông Năm đáp, đầu thai làm con là sướng nhất vì tha hồ đòi nợ, đòi nợ tự do công khai mà không ai biết lúc con còn nhỏ thì cha mẹ phải lo cho nó ăn uống đầy đủ lỡ nó bị bệnh thì cha mẹ phải thức suốt đêm lo lắng săn sóc mà không dám phiền hà khi con lớn lên thì phải lo cho nó ăn học dù phải học trường tư tốn kém nhiều tiền cha mẹ cũng nai lưng ra đi làm để kiếm cho đủ bao nhiêu công sức tiền của mua sắm chi phí cho con cha mẹ không bao giờ để ý tính toán mà ngược lại còn vui lòng làm con từ nhỏ đến lớn, nếu đòi nợ chưa đủ, thì tôi sẽ ăn chơi phung phí, làm cho tài sản của cha mẹ tiêu hao. Khi nào đòi hết nợ, thì tôi sẽ ra đi. Câu chuyện ngụ ngôn trên cho ta thấy, muốn đòi nợ khôn nhất thì phải đầu thai làm con, vì cha mẹ nào cũng vui lòng lo lắng trả nợ cho con. Chồng có thể bỏ vợ, vợ có thể bỏ chồng, con có thể bỏ cha bỏ mẹ nhưng cha mẹ không bao giờ bỏ con. Những người mà ta thương yêu lo lắng nhiều nhất lại thường là quan gia trá hình. Vì phải trá hình làm vợ chồng con cái thì mới đòi nợ được chứ. Nếu hiện nguyên hình là chủ nợ dữ dằn, hầm hè đến gõ cửa đòi nợ thì người ta sẽ đóng cửa trốn hoặc bỏ chạy mất. Quan gia là người đến đòi nợ, nợ tình hay nợ tiền. Vậy mà ta không biết lại đòi họ thương yêu chiều chuộng mình. Đó là chuyện không tưởng, làm sao có thể được? Hiểu thế nào là quan gia rồi, thì phải làm sao đây? Lì dị chồng vợ và từ bỏ con cái hay sao? Có ai thiếu nợ mà quịch được không? Có dây thì phải có trả. Điều quan trọng là trả nợ một cách khôn khéo, tức là trả mà đừng dây thêm. Con người dập vô mình nên trong lúc trả nợ cũ thì lại dây nợ mới. Cứ dây trả trả dây không bao giờ dứt. Muốn trả mà đừng dây thêm thì phải học đạo, khai mở trí huệ, biết đâu là nhân quả, đâu là điều thiện nên làm, đâu là nghiệp ác nên tránh. Nói cách khác, đó là cả một quá trình tu tập, vì tu là chuyển nghiệp. Ở chương 6 sẽ đề cập đến những phương pháp tu tập